Thưa toàn thể các bạn, lần đầu tiên sau 20 năm trôi qua, hôm nay đây chúng ta lại được chứng kiến sự có mặt đông đủ của các thầy cô và những vị đại biểu. Và toàn thể các bạn đã gợi cho em nhớ đến những giờ trồng cỏ đầu tuần mỗi buổi học. Và ngay sau đây, chúng em xin phép được ôn lại ký ức trang nghiêm đó qua phần nghi lễ chào cờ. Xin trân trọng kính mời những vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêng chào cờ chào. Trân trọng kính mời quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng các bạn an toàn.